Xin chào tất cả các em, cô sẽ giới thiệu đến các em nội dung bài học số 6 là phần Write, Lesson 6 Write trong nội dung bài học số 3 của chương trình tiếng Anh lớp 9. Ở phần Write ngày hôm nay mình sẽ được tìm hiểu về cách viết kể về một cái chuyến đi dã ngoại vùng quê và dựa vào những cái từ gợi ý trong bài. Đầu tiên thì cô sẽ cung cấp một số từ mới như thường lệ. Những bạn này đang tập trung lại để đi dã ngoại đúng không nào? Và mình có từ picnic là đi dã ngoại. Trong bài này có cái picnic site, nó bằng nghĩa với từ play là điểm dã ngoại. Như các em nhìn thấy, họ đến một cái địa điểm dã ngoại ở bờ sông ha. Sau đó thì họ có những cái hoạt động ở đây. Mình có động từ put down là trải ra. Họ trải những cái tấm bạt, tấm mền ở đây ra để ngồi cho nó sạch sẽ và bày đồ ăn lên đây. Rồi, từ blanket, đó là cái chăn hoặc là cái mền, như các em có thể nhìn thấy. Cô có động từ lay out, hoặc là từ lay. Từ lay này là từ động từ nguyên mẫu, và quá khứ của nó là laid. Nó là bày ra, các em thấy các bạn này đã bày những cái đồ ăn ra, nhất là bạn này đang bày những cái đồ ăn hoa quả ra cái tấm mền này. Rồi, họ tham gia những cái hoạt động ở buổi dã ngoại này, đúng không nào? Rồi, cô có từ hurriedly. Hurriedly, các em thấy là bạn này đang đợi những bạn này và hối là nhanh lên ha. Thì nó là một cách nhanh chóng, nó là trạng từ của từ hurry. Hurry là nhanh, động từ là nhanh. Gather, nó bằng nghĩa với từ collect, là thu dọn. Sau khi mà họ ăn chơi, nhảy múa ở đấy xong thì mình phải thu dọn đồ cho sạch sẽ. Rồi, họ trở về nhà bằng cách là bắt xe, đón kịp tàu xe để trở về nhà. Cũng có động từ catch. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài. Ở đây, những hình ảnh và những cái từ gợi ý ở trong sách giáo khoa cô sẽ show lên màn hình cho chúng ta. Bây giờ người ta yêu cầu mình là gì? Look at the pictures and the information given. Jane writes a passage entitled A Country Picnic Start Like This. Vậy thì ở đoạn đầu tiên, hình ảnh đầu tiên, mình thấy họ tập trung để đi dã ngoại. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại từng câu nhé. Ở câu đầu tiên mình thấy người ta gợi ý những cái từ này, và bây giờ mình sẽ thêm chủ ngữ hay thêm động từ hay thêm giới từ vào cho nó hoàn thành câu. Và câu đầu tiên cô sẽ gợi ý chúng ta viết lại như sau. It was a beautiful day. Tại vì đây là cuộc dã ngoại này nó đã diễn ra rồi, mình chỉ kể lại thôi cho nên các em sử dụng thì quá khứ đơn ha. It was a beautiful day. My friends and I decided to go on a picnic. We took a bus to the countryside and then walked about 20 minutes to the picnic site next to the river. Vào một ngày đẹp trời, bạn của tôi, những người bạn của tôi và tôi quyết định đi dã ngoại. Chúng tôi đã bắt xe buýt ha, đã đi lên xe buýt, đi bằng xe buýt để tới được một cái vùng quê. Và sau đó thì đi bộ khoảng 20 phút để đi đến địa điểm cắm trại bằng ở bên cạnh bờ sông. Rồi, mình đến với hình ảnh thứ hai. Họ trải ra những cái tấm mền, tấm bạt và đặt thức ăn lên đấy, đúng không nào? Vậy thì mình viết lại như sau. We put down the blankets and laid out the food. Động từ put này ở ba cột nó đều chia như nhau, put. Cho nên mình nhìn là mình biết được câu này đang sử dụng ở thì quá khứ đơn ha, cho nên động từ put vẫn là put ạ. Chúng tôi đã trải những cái tấm mền, tấm bạt ra và đặt thức ăn lên đó. Hình ảnh tiếp theo là họ bắt đầu ca hát nè, chơi và trò chơi bịt mắt bắt dê hay là câu cá. Vậy thì mình sẽ viết lại câu này như sau. After meal là sau bữa ăn đó. After meal we play the game What song is it and Blind Man's Bluff. Late in the afternoon we went fishing. We enjoyed our picnic. Sau cái bữa ăn nhẹ đó thì chúng tôi bắt đầu chơi một trò chơi tên là, bài hát này là gì?
Và chơi bịt mắt bắt dê, mình có từ blind man's buff là bắt bịt mắt bắt dê đó. Và chiều muộn thì chúng tôi đi câu cá. Chúng tôi đã thưởng thức cái buổi dã ngoại này. Rồi, sau khi mà họ chơi xong, chơi đến chiều muộn xong thì họ phải đi về đúng không nào? Thì câu này gợi ý cho chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ viết lại như sau. When we looked at the time, it was nearly 6:30 p.m. We hurriedly gathered our things and ran to the bus stop. Khi mà chúng tôi nhìn đồng hồ á, thì đã gần 6:30 tối rồi và chúng tôi phải nhanh chóng thu gom tất cả những cái đồ dùng, những cái đồ ăn ở đó và chạy ra bến xe buýt, đúng không ạ? Sau khi chạy ra bến xe buýt thì sao đây? Ở đây người ta có gợi ý cho mình bức tranh cuối cùng ha. Có từ lucky, có nghĩa là họ đã lo lắng bị trễ xe buýt. Vậy thì họ nói như thế nào đấy? We were lucky to catch the last bus and we arrived home very late in the evening. Chúng tôi thật là may mắn khi đã đón kịp cái chuyến xe buýt cuối cùng và chúng tôi đã về nhà rất là muộn vào buổi tối ngày hôm đó. Vậy thì chúng ta vừa mới viết được những cái câu rời rạc theo cái bức hình ở đây, đúng không nào? Bây giờ mình sẽ ghép những cái câu này lại thành một đoạn văn hoàn chỉnh ha. Rồi các em quan sát lên màn hình, đây là đoạn văn hoàn chỉnh cô gợi ý cho chúng ta. A country picnic. It was a beautiful day. My friends and I decided to go on a picnic. We took a bus to the countryside and then walked about 20 minutes to the picnic site next to the river. We put down the blankets and laid out the food. After meal, we played the games What song is it? And Blind Man's Buff. Late in the afternoon, we went fishing. We enjoyed our picnic. When we looked at the time, it was nearly 6:30 p.m. We hurriedly gathered our things and ran to the bus stop. We were lucky to catch the last bus and we arrived home very late in the afternoon. Sorry, in the evening. Như vậy là họ vừa mới kể về cái chuyến đi dã ngoại về làng quê của mình rất là thú vị đúng không nào? Chuyến đi chỉ có vòng một ngày thôi thì họ đã có thể tham gia được những cái hoạt động vui chơi để relax sau một cái tuần học hoặc là làm việc rất là mệt mỏi rồi. Cô hy vọng là chúng ta sau bài học này cũng có được những cái giờ phút đi picnic, đi dã ngoại cùng với lớp mình hay là cùng với gia đình mình. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các em. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé!